Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em ghi giải bài 5, trang 59, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài số 5, đầu bài yêu cầu chúng ta là tính x trong các trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên ở hình A là MN song song với BC, ở hình B đó là PQ song song với EF. Thì đầu tiên các em nhìn vào hình A này. Thứ nhất là đầu bài cho chúng ta dự kiện là MN song song với BC, cho chúng ta độ dài của cạnh AM, AN, AC và yêu cầu chúng ta tính độ dài của cạnh BM, tức là tìm x. Ở đây thì các em thấy là đã cho chúng ta được các cặp cạnh này. Cho cạnh AC thì chúng ta sẽ tính được cạnh NC đúng không? Vậy thì ở đây các em thấy được là BM thì tỷ lệ với NC này, AM thì tỷ lệ với AN, mà BM thì lại song song với BC, nên chắc chắn chúng ta sẽ áp dụng định lý Thales. Vậy muốn áp dụng định lý Thales thì đầu tiên cô sẽ đi tính cạnh NC. Ở hình A này, ta có cạnh NC của chúng ta thì chính bằng cạnh AC trừ đi cạnh AN, tức là bằng 8,5 trừ đi 5 và bằng 3,5, đúng không em? Sau khi tính được cạnh NC xong thì cô có, đó chính là MN song song với BC. Lên áp dụng định lý Thales ta có rồi, định lý Thales ở đây chính là cạnh BM trên cho cạnh AM bằng cạnh CN trên cho cạnh AN, đúng không em? Tức là BM trên cho AM thì sẽ bằng CN trên cho AN. Và ở đây thay số vào thì cô sẽ suy ra được chính là x chia cho 4 thì sẽ bằng 3,5 chia cho 5. Đến đây thì các em sẽ suy ra được x của chúng ta sẽ bằng 4 nhân 3,5 và chia 5. Và tương đương với x ở đây của các em tìm được chính là bằng 2,8. Rồi, sau khi tìm được x bằng 2,8 thì các em sẽ kết luận vậy x bằng 2,8. Và tương tự như vậy đối với ý B, chúng ta cũng có PQ song song với EF. Và đầu bài thì cho chúng ta độ dài của cạnh DQ bằng 9, cạnh PE bằng 10,5 và cho độ dài của cạnh DF. Thì đầu tiên là cô sẽ phải đi tính được độ dài của cạnh QF, đúng không em? QF của cô thì sẽ bằng DF trừ đi DQ, tức là bằng 24 trừ đi 9 và bằng 15. Vì chúng ta có PQ song song với EF. Vì PQ song song với EF nên áp dụng định lý Thales ta sẽ có này. Lúc này thì chúng ta sẽ thu được đó chính là DB trên cho PE thì sẽ bằng DQ trên cho QF, đúng chưa các em? Thay số vào thì lúc này cô sẽ thu được đó chính là x chiên cho, đây là PE nhá, x chiên cho 10,5 bằng 9 chia cho 15. Vậy suy ra x ở đây sẽ bằng 9 nhân 10,5 chia cho 15. Và đến đây tiến hành tính toán thì các em sẽ thu được x của chúng ta sẽ bằng 6,3. Rồi, vậy thì đến đây các em sẽ kết luận được vậy x bằng 6,3. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài số 5, trang 59, sách giáo khoa toán 8 tập 2.